Hôm nay mình trình bày cho các bạn xào món đậu que, gồm có đậu que rã lọc sạch và rửa sạch, và có đây là hành, gừng, tỏi, bằm. Đây là thịt heo bằm. Khi mà dầu á, nó nóng lên tới khoảng chừng 350 độ thì các bạn cho đậu que vào. Khi mà bạn cho đậu que vào á thì nó sôi, nó mới chín, nó phồng cái da lên, cái đậu nó phồng cái da thì là nó chín rồi. Chưa có chín được một tí nữa. Đừng có chín lắm. Bánh như vậy vừa chín. Giờ chúng ta cho tỏi vào gừng. Dầu. Hãy
too well. Me.